không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu, Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc và Iran đều đã thể hiện sự vượt trội về mặt đẳng cấp của mình so với những đối thủ còn lại ở vòng bảng World Cup khu vực châu Á. Bốn cái tên trên đã xuất sắc giành vé đến Qatar để tham dự kỳ World Cup thứ hai liên tiếp. Lúc này, người ta đã gọi vui họ là tứ đại anh hào của bóng đá châu Á. Những gương mặt ưu tú nhất sẽ đại diện cho châu Á chinh chiến cùng với những đội tuyển hàng đầu trên thế giới. Sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại cuộc hành trình của nhóm tứ đại anh hào châu Á trong cuộc chiến giành vé đến World Cup 2022. Trong số các đội tuyển tham dự vòng loại thứ 3 để giành vé đến World Cup, Nhật Bản là đội mang đến nhiều lo lắng nhất cho người hâm mộ. Trận thua trước Oman yếu hơn rất nhiều về đẳng cấp đã khiến đội tuyển xứ sở mặt trời mọc bị đặt trong hoài nghi. Không những vậy, ở lượt trận thứ 3, thầy trò Hajime Moriyasu cũng nhận thất bại 0-1 trước Ả Rập Saudi. Chỉ có được bảo vệ 3 điểm cùng một bàn thắng sau 3 trận, Nhật Bản đối mặt với nguy cơ phải lần đầu ngồi ngoài xem một kiểu World Cup kể từ năm 1994. Dù vậy, đó cũng là hai trận thua duy nhất của các Samurai Sun. Nhật Bản sau đó thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đối thủ còn lại. Họ giành được 6 chiến thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trong số này. Từ chỗ bị xem là sớm bị loại, những chiến binh Samurai đã cho thấy sự trở lại kịp thời khi giành được 7 chiến thắng và không để bị cầm chân bất kỳ một trận nào. Tổng cộng Nhật Bản kiếm được 21 điểm và giành vé đến Qatar. Ở lượt trận cuối cùng, Nhật Bản sẽ đối đầu với Việt Nam trên sân nhà. Phong độ và lực lượng của Nhật Bản đều đang nhỉnh hơn so với Việt Nam. Vì vậy, sẽ không quá khi nói chiến thắng thứ 8 cũng sẽ gọi tên như Minamino, Yoshida, Kubo và Kyogo. Nhật Bản từng gây bất ngờ tại World Cup 2018 khi suýt đánh bại được đội tuyển Bỉ. Với chất lượng đội hình đồng đều cùng với lối chơi kiểm soát đầy tự tin, những chiến binh Samurai Sun đang sẵn sàng tạo nên bất ngờ tiếp theo tại World Cup 2022. Nằm chung bảng với Nhật Bản, Ả Rập Saudi là một trong hai đội bên cạnh đội tuyển xứ sở Hoa Anh Đào cũng chính thức giành vé đến Qatar. Đội bóng của huấn luyện viên Henrikana đã có khởi đầu đầy mạnh mẽ ở chiến dịch vòng loại World Cup cuối cùng. Sau một chút khó khăn trong hiệp 1, Ả Rập Saudi đã lội ngược dòng và giành thắng lợi 3-1 trước Việt Nam để có được thắng lợi đầu tiên ở vòng loại thứ 3. Ở những trận đấu sau, Ả Rập Saudi còn gây bất ngờ khi đánh bại Nhật Bản. Kết thúc một giai đoạn được đi với thành tích 4 thắng 1 hòa, với một điều đã sớm nhận định, Al Farai của các đồng đội đã sớm có mặt ở Qatar. Thế nhưng, Ả Rập Saudi lại thể hiện bộ mặt thất thường trong giai đoạn lượt về. Họ chỉ có được 2 chiến thắng trước Việt Nam và Oman. Cùng với đó, thầy trò Evgenia đã để hòa 2 trận và nhận một thất bại. Rất may cho Chim Ưng Xanh khi họ vẫn có được 20 điểm, số điểm đủ khiến họ giành tấm vé vào chơi World Cup lần thứ 2 liên tiếp. Ở lượt trận cuối cùng, Ả Rập Saudi sẽ đối đầu với Úc. Đội tuyển đã chắc suốt vị trí thứ 3 để chơi trận playoff với đội thứ 3 của bảng A. Kết quả tại bảng B đã ngã ngũ ở 3 vị trí dẫn đầu. Giờ đây Ả Rập Saudi và Nhật Bản sẽ bước vào trận đấu cuối để xác định chủ nhân của ngôi vị đầu bảng. Ả Rập Saudi có thể vẫn sẽ đứng ở vị trí thứ 2, nhưng như vậy là đủ để họ có lần thứ 6 góp mặt ở sân chơi World Cup. Trong số 10 đội tuyển góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, Hàn Quốc là đội duy nhất bất bại đến thời điểm này. Với nòng cốt là những ngôi sao đang chơi ở châu Âu, nổi bật trong số là Son Heung-min, Hàn Quốc thực sự đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đối thủ của mình tại bảng A. Mặc dù vậy, đội tuyển xứ sở kim chi cũng không có giai đoạn lượt đi ấn tượng. Hàn Quốc giành được 8 trên 12 điểm tối đa, trong đó một điểm có được ngay trận ra quân trước Iraq khiến thầy trò Paulo Pento được dự đoán sẽ có một chiến dịch khó khăn. Tuy nhiên, Hàn Quốc sau đó đã thể hiện đúng đẳng cấp của một ông lớn. Họ thắng liên tiếp 5 trận và không nhận bất kỳ bàn thua nào. Với thành tích 7 thắng, hòa 2, ghi 13 bàn và để thủng lưới 2 bàn, Hàn Quốc có được 23 điểm và chính thức ghi tên mình ở Qatar. Kỳ World Cup 2022 cũng là kỳ World Cup lần thứ 9 mà đội tuyển Hàn Quốc tham dự. 4 năm trước, Son Heung-min cùng các đồng đội đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đội kim vô địch Đức ở vòng bảng. Dù không thể giành quyền vào vòng knockout, nhưng với dàn cầu thủ đồng đều hiện tại, đội bóng của Paulo Pento hứa hẹn sẽ là một thử thách với những đội bóng lớn tại kỳ World Cup năm nay. Ngoài sức mạnh vượt trội của Hàn Quốc tại bảng A, Iran cũng cho thấy mình sẵn sàng tạo nên bất ngờ trên đất Qatar. Khác với Hàn Quốc, Iran đã thể uy sức mạnh ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch vòng loại. Họ liên tiếp giành 3 điểm từ Syria, Iraq và UAE trước khi bất phân thắng bại khi đối đầu Hàn Quốc. Thầy trò Dragan Skocic sau đó cũng băng băng về đích trong cuộc đua giành vé đến Qatar. Sau trận hòa trước Hàn Quốc, đội tuyển của Tây Á bỏ túi thêm 4 chiến thắng nữa, qua đó chính thức chơi kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp. Mới đây, Sadar Azmoun cùng các đồng đội vừa nhận thất bại đầu tiên ở chiến dịch vòng loại. Đó là trận thua 0-2 trước Hàn Quốc. Dù vậy, đó là thất bại không quá quan trọng với Iran vì họ đã hoàn thành được mục tiêu. Ở lượt trận cuối, Iran cũng chỉ phải gặp một Liban không thắng trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của huấn luyện viên Skocic hiện tại đang có 22 điểm,
kém Hàn Quốc 1 điểm. Bên cạnh đây, Iran có được vị trí đầu bảng A đang rộng mở vì Hàn Quốc sẽ phải hành quân đến sân của UAE. Đội tuyển đang rất cần chiến thắng để có được vị trí thứ 3 nhằm tiếp tục tham gia playoff. Với Iran, dàn hảo thủ với những Salah Azmoun, Mehdi Taremi cùng với thủ môn ném xa nhất thế giới Alireza Birambhan hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho những đối thủ của mình tại World Cup 2022. Có một điểm chung khá thú vị giữa tứ đại anh hào châu Á, đó là họ đều nhận rất ít bàn thua ở chiến dịch vòng loại thứ 3 này. Có thể thấy, sự khốc liệt của tấm vé World Cup đã khiến trình độ của các đội được kéo xích lại gần nhau. Điều đó đã khiến các ông lớn cũng phải chờ thận trọng hơn. Thậm chí, rất nhiều trận, cả bốn đội tuyển trên khi dẫn trước đã chủ động chơi chậm, chắc để bảo toàn mạng lưới của mình và không ưu tiên ghi thêm bàn. Điều này đã lý giải cho việc không hẳn là các đội cứ thua xích sao là có trình độ tiệm cận với họ. Cụ thể, Nhật Bản và Iran cùng có 6 trên 9 trận dưới sạc lưới. Hàn Quốc có hàng phòng ngự tốt nhất so với 10 đội khi có 7 trên 9 trận không để đối phương ghi bàn. Cả 3 đội trên đều không có trận nào thủng lưới quá một bàn. Ả Rập Saudi có thể phòng ngự kém hơn đôi chút, thế nhưng đại diện của Tây Á cũng có đến 5 trận dưới sạc lưới. Tứ đại anh hào châu Á đã chứng minh cho chúng ta thấy, đôi khi thắng to không phải thể hiện đẳng cấp, mà là không cho đối phương chơi bóng. Thật vậy, nhìn vào số điểm mà Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc và Iran bỏ xa những đối thủ còn lại ở hai bảng đấu, ta mới thấy được đẳng cấp thực sự của họ. Nói đơn giản, tứ đại anh hào đã vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng chung của châu Á. Thế nhưng, khi ra đến sân chơi World Cup thì các đội tuyển của châu Á vẫn còn trình độ khá xa so với các đội của châu Âu hay Nam Mỹ. Lúc này, giai đoạn vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á vẫn còn thêm một lượt trận. Úc là đội đang có được vị trí thứ 3 bảng B. Đội tuyển xứ sở chuột túi đang chờ đợi đội thứ 3 bảng A sẽ được xác định sau ngày 29 tháng 3. Theo bốc thăm từ FIFA, đội thắng ở trận playoff này sẽ đối đầu với một đại diện của Nam Mỹ. Ta đều biết, Nam Mỹ là một trong những khu vực có nền bóng đá mạnh nhất trên thế giới. Vì thế, viễn cảnh có đến 6 đội tuyển châu Á góp mặt ở Qatar là không cao. Dù vậy, với tứ đại anh hào là Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc và Iran, cộng với đội chủ nhà Qatar, người hâm mộ bóng đá xứ sở da vàng vẫn có quyền mơ mộng cho những điều thần kỳ mà họ sẽ tạo nên ở kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông này. Theo bạn, liệu nhóm tứ đại anh hào trên có đủ sức tạo nên bất ngờ với những nền bóng đá hàng đầu của châu Âu hay Nam Mỹ hay không? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!